Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm bắt Phạm Chí Dũng, châu Âu tức giận và nguy cơ mất 10 tỷ đô la. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến hình ảnh đó là việc Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng vào hôm 21 tháng 11 năm 2019 và điều đó đã gây ra những tác hại to lớn cho đến ngày hôm nay bắt đầu diễn ra tại Nghị viện châu Âu vì việc Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo Bộ Công an bắt Phạm Trí Dũng. Điều này đã làm cho các nghị sĩ tại châu Âu đã có những phản ứng ngay lập tức và báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải. Đây là bà Sasaki, thành viên của Ủy ban Tự do Dân sự, Tư pháp và Nội vụ Nghị viện châu Âu, người đã vừa đưa ra lời kêu gọi yêu cầu nhà cầm quyền tại Hà Nội phải trả lại tự do cho nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng. Và để gần lại chúng ta sẽ thấy rất rõ đây là một khuôn mặt rất trẻ, rất có tương lai và họ đã được bà đã được bầu ra vào trong ủy ban này. Nghị viện nghị viên châu Âu kêu gọi ủy ban châu Âu ngừng phê chuẩn hiệp định thương mại với Việt Nam vì nhân quyền. Một thành viên nghị viện châu Âu vừa lên tiếng kêu gọi khối này tạo áp lực lên chính phủ Việt Nam để trả lại tự do cho nhà báo Phạm Trí Dũng cũng như tạm ngừng phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với quốc gia Đông Nam Á này cho đến khi tình hình nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện. Và rõ ràng với những điều này thì Việt Nam sẽ gặp rất nhiều bất lợi trong thời gian tới vì nếu hiệp định bị dừng lại và chậm trễ thì Việt Nam sẽ mất đi mỗi năm hàng chục tỷ đô la tiền xuất khẩu hàng hóa. Với lý do nếu hiệp định này được thông qua thì 99% các loại hàng hóa từ việt nam xuất sang châu âu sẽ được miễn thuế và điều đó sẽ rất có lợi cho hàng hóa việt nam xuất khẩu đi trong lúc hiện nay việt nam đang rất căng thẳng với mỹ và ngay cả với trung quốc thì cũng thường xuyên bị phía trung quốc ép giá và tìm mọi cách dựng hàng rào kỹ thuật để ngăn cản những mặt hàng của việt nam xuất sang đây mỗi khi họ có tranh chấp chủ quyền với việt nam tại biển đông và điều này làm cho việt nam càng cần hơn đến hiệp định thương mại tự do với châu âu và đối với châu Âu, tội danh mà Đảng Cộng sản Việt Nam quy kết cho nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng là hết sức mơ hồ và điều đó làm cho các người dân tại châu Âu không thể tưởng tượng nổi một đất nước theo thể chế chủ nghĩa xã hội tại Đông Nam Á này lại có thể đưa ra những hành động như vậy đối với các nhà báo. Đây là thông cáo báo chí của Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 11 năm 2019 đã đưa ra về việc bắt giữ và tạm giam 4 tháng để điều tra đối với nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng, bà Saski Bigmon trong một bức thư gửi cho Chủ tịch nghị viện châu Âu hôm 22 tháng 11 nói về việc ông Dũng, Chủ tịch hội nhà báo độc lập và từng là đảng viên đảng cộng sản, bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Đây là những cái tội danh hết sức mơ hồ nếu để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ. Và những tội danh này thì thường các nước ở châu Âu chỉ có thể gặp lại nó ở những cái thời kỳ trước đây khi đảng cộng sản đang nắm quyền thống trị ở nhiều nước khác như tại Đức, ở tại Ba Lan, tại Cộng hòa Séc và nhiều nước khác. Nhưng hiện nay thì thể chế cộng sản đó đã sụp đổ từ rất lâu rồi và họ không còn nhìn thấy bóng dáng cộng sản ở đây nữa. Thì tại Việt Nam, ông Phạm, nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng và rất nhiều người dân Việt Nam đang phải chịu cảnh lầm than trước việc áp bức của nhà cầm quyền khi họ chỉ nói lên tiếng nói một cách hết sức ôn hòa mà thôi. Và lý do thực sự của việc bắt nhà báo Phạm Trí Dũng có lẽ từ việc ông đã gửi thư cho Nghị viện châu Âu bày tỏ lo ngại về hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền đối với trên 90 triệu người dân của mình ở trong nước. Và điều đó các bạn cũng thấy chứng kiến trong thời gian vừa qua, đặc biệt là thông qua luật an ninh mạng thì nhà cầm quyền tìm mọi cách để quản lý những cái thông tin mà họ không muốn được phát tán một cách rộng rãi, đó là những thông tin truyền thông tự do và để họ có thể dùng 800 cơ quan báo đài của mình áp đặt những cái ý kiến, những cái điều kiện uh, của nhà cầm quyền đối với người dân và điều này không thể chấp nhận được. Đây là Facebook của bà Beatmon để gần lại các bạn có thể thấy rất rõ hình ảnh của Facebook của bà. Và trong một chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hôm 22 tháng 11 bà Bích Môn, một thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, cho biết rằng ông Dũng cũng là một blogger của Đại Tiếng nước Hoa Kỳ, đã viết một bức thư gửi tới Chủ tịch Nghị viện châu Âu cũng như tới các Chủ tịch các Ủy ban Thương mại Quốc tế, các vấn đề quốc tế và nhân quyền để đánh động họ về hành tình trạng suy thoái của tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Thì điều này là ông Phạm Trí Dũng, nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng đã viết và gửi và cũng có lẽ chính vì cái nguyên nhân đó mà đã dẫn đến việc mà nhà cầm quyền việt nam vội vã bắt ông vì họ lo ngại cho rằng có thể nghị viện châu âu sẽ xem xét lại cái hiệp định thương mại này và nếu điều kiện nhân quyền của việt nam chưa được cải thiện mà thậm chí thời gian gần đây còn xấu đi rất nhiều thì hiệp định chưa chắc đã được thông qua và thậm chí có thể bị bãi bỏ nếu như vi phạm quá nặng nề và nghị viện uh, nghị viên của nghị viện châu âu đã viết thư và yêu cầu hoãn phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với việt nam cho đến khi các điều kiện ở đây được cải thiện và phù hợp với những chuẩn mực quốc tế mà việt nam đã cam kết trước đó tới liên hợp quốc và nhiều những cái công ước khác đây là hình ảnh xếp hạng của tổ chức phóng viên không biên giới esf về tự do báo chí tại việt nam với việt nam nếu để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ được xếp hạng gần đáy là với một số 176 trên 180 nước được khảo sát, như vậy chỉ trên có 4 nước mà thôi. Và trong đó, riêng ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì được cho là kẻ thù của tự do báo chí, họ ghi rất rõ ở trên đó. Thì điều đó sẽ thấy rằng là Việt Nam trong thời gian vừa qua và càng ngày càng có những biện pháp nặng nề đối với cả những người viết trên mạng xã hội. Bà biết Khổ Môn viết trong bức thư được đăng kèm với phần chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng ông Dũng trong một bức thư gửi cho chủ tịch nghị viện EU châu Âu hôm 10 tháng 11 kêu gọi châu Âu hoãn phê chuẩn hiệp định thương mại tự do EVFTA với giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu và IPA tức hiệp định bảo vệ đầu tư cho tới khi chính phủ Việt Nam hoàn toàn và hoàn thành những cam kết của họ về nhân quyền sau khi Việt Nam ngày càng gia tăng đáng kể việc đàn áp về tự do dân sự. Trong khi EP đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình phê chuẩn hiệp định thương mại tự do. Ờ, hầu hết chúng tôi, chúng tôi đều lên tiếng tình trạng đáng lo ngại về nhân quyền và bộ luật hình sự được dùng như một công cụ đàn áp tự do một cách đáng chú ý. Bà Beth Môn viết trong bức thư này. Và với những cái đánh giá này của quốc tế và thế giới thì rõ ràng à, các bạn đã thấy rằng Việt Nam ngày càng đi xuống về tự do và nhân quyền và điều đó cũng giải thích rất rõ vì sao các công dân Việt Nam họ không thể sống được trong một cái nhà nước như vậy và họ đã phải bỏ xứ ra đi ngày càng nhiều và ngay cả khi nguy hiểm đến tính mạng họ vẫn bỏ đi. Và trước khi bị bắt thì nhà báo Phạm Trí Dũng đã viết rất nhiều bài liên quan đến Hiệp định Thương mại Tự do uh, với châu Âu mà Việt Nam đang rất mong đợi được thông qua này. Và nếu Hiệp định được, được thông qua thì uh, cái cán cân thương mại của Việt Nam và khả năng xuất khẩu hàng của Việt Nam sẽ được tăng cường một cách đáng kể nhưng điều đó dường như ngày càng khó khăn khi Việt Nam ngày đàn áp rất nhiều những người viết như nhà báo Phạm Chí Dũng. Đây là bài viết của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Châu Âu ngay trước khi ông bị bắt uh, tại Việt Nam. Châu Âu và Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do song phương hồi tháng 6 nhiều năm đàm phán và bất chấp những phản đối gồm cả từ những thành viên trong Nghị viện Châu Âu cùng các tổ chức quốc tế do tình hình nhân quyền của Việt Nam ngày càng tồi tệ. Đại diện Hoa Kỳ tiếng Việt, hôm 16 tháng 11 đăng một bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng, trong đó ông chỉ trích Liên minh châu Âu vì đã ký hiệp định thương mại với Việt Nam bất chấp thành tích nhân quyền kém cỏi và thúc giục khối này xem xét lại hiệp định trước khi đưa ra phê chuẩn. Thì những cái bài viết như này như thế này của ông của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, đương nhiên nó sẽ đâm thẳng vào uh, trung tâm của đầu não của bộ chính trị cũng như ủy văn, uh, và bộ kinh tế cũng như là những cái hoạt động thương mại và tuyên truyền của nhà nước Việt Nam và điều đó dường như đã làm cho phía Việt Nam rất khó chịu và cuối cùng thì ông Tô Lâm đã phải ra lệnh cho cái đồng cộng sự của mình để bắt giữ ông Phạm Chí Dũng. Và nhà báo Phạm Chí Dũng cũng đặt câu hỏi vây quanh những cái góc tối phía sau lưng của hiệp định này liệu có những thỏa thuận ngầm nào đó mà những cái quan chức ngay cả thuộc nghị viện châu Âu có thể đi đêm với nhà cầm quyền tại Hà Nội hay không? Đây là hình ảnh Việt Nam và châu Âu ký kết Hiệp định Thương mại Tự do hôm 30 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội. Và sau trong mỗi bức ảnh này các bạn thấy rất rõ rằng ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có vẻ rất vui mừng vì Hiệp định này đã được ký kết. Tuy nhiên để có thể thông qua và đạt được những hiệu quả tới đây thì Việt Nam chắc chắn còn phải làm rất nhiều trước cái tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng. Trong bài viết có tựa đề Vì sao châu Âu vội vã và dễ dãi ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam. blog Phạm Trí Dũng này đặt nghi vấn về việc phải chăng một số doanh nghiệp thuộc châu Âu thông qua một số quan chức châu Âu và người đứng đầu phái đoàn châu Âu tại Việt Nam, ông Bruno Aklet, ông ta vừa hết nhiệm kỳ tại Việt Nam vào năm 2019, để vận động Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu, Hội đồng châu Âu và Quốc hội châu Âu cho ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu, bỏ mặc tình trạng vi phạm nhân quyền cực kỳ nghiêm trọng của chính quyền Việt Nam hiện nay và Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam gần đây đã tăng cường bắt giữ và giam cầm những người dân khi họ cất lên tiếng nói phản biện một cách hết sức ôn hòa. Thì điều này cũng đã làm cho các người dân tại châu Âu rất quan tâm. Đây là hình ảnh của những người bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ chỉ vì phản đối các vấn đề trong xã hội một cách hết sức ôn hòa. Để gần lại các bạn sẽ thấy rất nhiều. Đây là những khuôn mặt trẻ, già, phụ nữ và thanh niên cũng đều có và họ là những cái người chỉ viết và đăng những bài báo trên những trang mạng xã hội hoặc những trang báo nước ngoài và cuối cùng thì họ đã bị nhà cầm quyền bắt giữ và giam cầm một cách bất công nhiều năm. Ông Dũng 53 tuổi từng có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng viết trong bài trên blogger của Đài Nói Hoa Kỳ rằng có rất nhiều dấu hiệu trong thời gian gần đây cho thấy chính quyền Việt Nam đang chờ được quốc hội và Quốc hội và Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do là sẽ ra tay. Với cường độ cao hơn hẳn tình trạng bắt hạn chế vào lúc này để bắt bớ hàng loạt tiếng nói bất đồng chính kiến trong nước, đặc biệt là những người dám phản đối Việt Nam vào châu Âu, vì thương mại theo châu Âu do vi phạm nhân quyền và tiếp tục đối xử án nặng đối với cả những cái tù, đối với công dân yêu nước, dám phản kháng Trung Quốc. Bộ Công an Việt Nam hôm 21 tháng 11 cho biết họ đã khởi tố hình sự đối với ông Dũng về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Thì điều này rất rõ ràng, cái việc là chứng minh thêm một lần nữa là nhà cầm quyền tại Hà Nội đã rất nặng nề đối với các nhà báo độc lập và những cái blogger và những người viết mạng xã hội và các tổ chức quốc tế đã lập tức kêu gọi châu Âu sớm đưa ra phản đối nhà cầm quyền Việt Nam về việc họ đã vi phạm thô bạo quyền con người khi bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng và nhiều người khác trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh ông Philip Robertson thuộc Tổ chức Nhân quyền Quốc tế. Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế uh, Philip Robertson viết trên trang tweet cá nhân hôm 23 tháng 11 rằng, đã đến thời điểm chiến dịch của Hà Nội nhằm có được một hiệp định thương mại với châu âu trực tiếp dẫn tới những vi phạm chống lại những người bất đồng chính kiến châu âu cần lên tiếng cho nhà báo độc lập phạm trí dũng người chỉ đơn giản kêu gọi châu âu yêu cầu việt nam có cải thiện thật sự về mặt nhân quyền mà thôi ông đã nói trong buổi họp báo của mình và để lại gần chúng ta sẽ thấy đây là một khuôn mặt rất quen thuộc và cũng thường xuyên quan tâm những vấn đề về tổ chức nhân quyền quốc tế đặc biệt là ở việt nam và nghị viên châu âu cũng yêu cầu uh, nghị viện châu Âu ở nước này uh, gây sức ép với đảng cộng sản và chính phủ việt nam phải trả lại tự do ngay lập tức cho tất cả các công dân việt nam đang bị bắt giữ uh, chỉ vì họ thể hiện chính kiến của mình trên mạng xã hội và trên truyền thông tự do đây là hình ảnh một cuộc họp tại nghị viện châu âu ở bruxelles bỉ bà brickmon trong bức thư của mình thúc giục chủ tịch uh, nghị viện châu âu gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới hội đồng ủy ban và chính phủ Việt Nam lặp lại lời kêu gọi của chúng tôi về trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người bảo vệ nhân quyền và những tù nhân lương tâm bị giam giữ hoặc bị cầm tù chỉ vì thực hiện các quyền tự do biểu đạt bắt đầu với ông Phạm Chí Dũng người ta đã hành động với chúng ta và yêu cầu chúng ta giúp đỡ thì đây là những cái điều mà bà đã chia sẻ với nghị viện châu Âu và chắc chắn trong thời gian tới rằng nghị viện châu Âu sẽ xem xét những yêu cầu này của bà và rất nhiều những tổ chức quốc tế khác đang đồng loạt lên tiếng về việc Việt Nam xâm phạm và đời tư cũng như là vi phạm và quyền con người một cách ngày càng trầm trọng. Và nếu chỉ vì ông Tô Lâm bắt nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng mà dẫn đến hậu quả hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và châu Âu bị đình trệ thì thiệt hại sẽ vô cùng lớn đối với nền kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Nó có thể làm mất đi trên 10 tỷ đô la doanh thu từ hàng xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu mỗi năm và kèm theo là hàng trăm nghìn công an việc làm của người lao động trong nước sẽ không thể trở thành hiện thực và cung cấp cho những vùng quê của Việt Nam. Như thế thì rõ ràng là Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam nói chung và Đại tướng Tô Lâm và Bộ Công an Việt Nam nói riêng đã có hành động hết sức tội lỗi đối với nhân dân và đất nước vì nó phá hoại quyền lợi của trên 90 triệu người dân và doanh nghiệp Việt Nam. Dẫn đến nền kinh tế nước này ngày càng phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc đầy rủi ro trước các mưu đồ của nhà cầm quyền bành trướng đối với Việt Nam trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy bình luận và chia sẻ video này cũng như uh, bấm nút theo dõi Facebook và Youtube của Thời báo chấm để nhận được những thông tin cần thiết nhất và sớm nhất và trung thực nhất. Uh, những cái thông tin mà các bạn muốn truyền tải thì hãy gửi về địa chỉ info a còng thời báo .de để chúng tôi có thể cập nhật và cung cấp tiếp tục cho những bạn đọc khác cùng xem. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới trung khoa từ berlin cộng hòa liên bang đức